Mọi người thấy cái cảnh buổi chiều sụp tối ở bên Mỹ không mọi người? Mọi người thấy đẹp không? Rất là yên tĩnh, đẹp đúng không mọi người? Ngày hôm nay cũng một buổi chiều đẹp trời, mình sẽ chia sẻ với cả mọi người một video nha. Chào mọi người, ngày hôm nay vào một buổi chiều đẹp trời thì mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người một cái câu nói mà rất là nhiều người comment và nói với mình trên cái những video mà mình chia sẻ với tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người nào đó sống ở Việt Nam cũng như là những cô dâu Việt xa xứ, họ quan tâm về những cái cuộc sống của những cô dâu Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Thì có nhiều anh chị họ đồng tình là cái cuộc sống ở nước ngoài, những cô dâu Việt sống ở nước ngoài là rất là khổ, và có vài trường hợp họ được sung sướng chứ không phải là tỷ lệ khổ nó nhiều. Và những người họ đi qua nước Mỹ họ sống hay bất cứ một cái đất nước nào đó sống thì họ cũng có được một cái cuộc sống nó khấm khá hơn so với cái cuộc sống ở bên Việt Nam. Khi mà cái nhu cầu cuộc sống ăn uống cũng như là cái nhiệt độ ở Việt Nam mình càng ngày nó càng lên cao, làm cho nóng nực oi bức rồi. Các bạn biết nhiều khi mà buổi trưa ở thành phố đôi khi hả nóng quá không biết làm gì, chạy vô quán cà phê ngủ ly cà phê đi cho nó hạ nhiệt, trong đó nó có máy lạnh, chứ còn ở nhà là chịu không nổi. Mà tiền điện mình trả thì lại không có chịu nổi. Đó mọi người, thì cái tầm mức sống của người Việt Nam mình càng ngày nó càng cao, và đồng tiền nó cũng càng ngày càng lớn. Nó lớn theo thời gian, và cái chi phí thì nó nhiều, nhưng mà cái thu nhập mình nó lại không đủ để chi tiêu. Thì những người mà họ nhìn xa được, họ nhìn thấy được những cái điều đó, và bắt đầu họ mới tìm cái khuynh hướng là sẽ đến một cái nơi phồn thịnh hơn, đến một cái nơi nó có cái cuộc sống cao hơn và cái thu nhập cao hơn, để có thể họ có được cái cuộc sống thoải mái hơn. Thì có những cô dâu Việt họ đi lấy chồng nước ngoài, và một số người họ bên Việt Nam họ cũng tìm đủ mọi cách để đi qua nước ngoài sinh sống, bằng cái phương diện là đầu tư làm ăn bên Mỹ, bằng cái phương diện là du lịch qua bên đây chơi. Và có nhiều người họ đầu tư bằng cách là họ đi qua đây để kết hôn, vừa du lịch rồi xong rồi gặp người nào đó mai mối bên đây xong kết hôn luôn. Đó là rất nhiều cái phương diện để họ có thể bước chân đi đến được nước Mỹ. Và cái vé đi đến nước Mỹ nó rất là cao, đôi khi họ phải bán hết cả tài sản của mình để đánh đổi đi qua cái đất nước mà ta gọi là bậc nhất của thế giới như thế này. Thì có nhiều người á thì họ nói là chỉ có những người nghèo ở bên Việt Nam họ mới mơ qua Mỹ thôi, chứ còn những người mà ở bên Việt Nam mà giàu có tiền á, không ai qua Mỹ đâu. Đó thì mình cảm thấy câu nói này nó làm cho mình đau đáu. Mình suy nghĩ gì các bạn? Mình suy nghĩ mình cảm thấy là tại sao lại có những câu nói này, và họ những người mà thốt ra những câu nói này là mình hiểu được những người đó họ sống như thế nào, và họ được có được cuộc sống ra sao, thì họ mới phán ra một cái câu nói xanh rờn như là ếch ngồi đáy giếng như vậy. Thì ngày hôm nay mình quyết định mình làm một cái video nói về cái chủ đề là người giàu ở Việt Nam không thèm đi Mỹ, có thật sự là như vậy hay không. Thì cái video hôm nay là mình muốn phân tích tất cả những điều mà mình thấy, cũng như là những cái gì mà mình bước chân qua đến Mỹ mình gặp và mình tìm hiểu, cũng như là khi mà mình ở bên Việt Nam mình cũng đã tìm hiểu thì mình biết được là cái câu nói của họ nói đúng hay là sai. Thì đầu tiên mình sẽ kể cho tất cả mọi người nghe về một cái câu chuyện của những người mà mình quen. Thì cái cô đó là cô có một cái tiệm vải rất là lớn ở quận nhất. Cái căn nhà của cổ là chứa 4 tầng lầu chứa vải các bạn. 4 tầng lầu chứa vải. Và cái căn nhà đó là trị giá hàng tháng cho thuê là 22.000 đô một tháng các bạn. Thì các bạn nghĩ đi, một căn nhà như vậy mà họ buôn bán đồ sộ đến mức mà họ bỏ sỉ
họ bỏ sỉ và bỏ lẻ tất cả cái hàng may mặc, vải may mặc các bạn. Mà cái thời gian sau, cái họ làm một cái thủ tục, ba của cô đó bảo lãnh cô đó đi qua bên Mỹ, và thời gian chờ đợi là mười mấy năm các bạn. Mà cái thời gian đó là lúc đó cổ đang rất là lên, cổ làm ăn rất là lên, nhưng mà cổ quyết định là cổ đi nước ngoài để cổ bắt đầu cuộc sống mới. Khi mà cổ đi nước ngoài thì lúc đó là cổ 40, 48, 49 tuổi rồi, cũng khá là lớn rồi. Nhưng mà cổ vẫn quyết định bỏ hết cái tài sản ở bên Việt Nam để cổ đi qua nước ngoài để cổ lập nghiệp và cổ sinh sống ở bên một cái đất nước mà ai cũng cho là khổ hết đó. Thì cổ cũng nghe rất là nhiều người khuyến cáo cổ là qua Mỹ khổ lắm, qua Mỹ rất là khổ, và cổ nghe rất 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 là nhiều. Các bạn biết không, những người mà họ ở quận nhất Sài Gòn á, thì những cái chuyện mà gặp người Tây, gặp những người mà người ta có chồng Việt kiều, những người mà người ta có nhà bên Mỹ về á, là nói rất là nhiều vào tai họ, chứ không phải là giống như là mình ở dưới quê lâu lâu mình nghe người ta nói, rồi nói là có nhiều người họ cho bộ họ than khổ để khỏi phải xin tiền, là những cái điều đó là mình không có nói. Còn cái cô này khổ ngay trung tâm quận nhất các bạn, và cô đó là bạn của mẹ mình, và mẹ mình với cô đó đi tại vì buôn bán mặt hàng vải giống nhau á, cho nên hai người chơi rất là thân với nhau. Thì cái thời gian mà cổ chuẩn bị đi Mỹ á, thì cổ có nói với mẹ mình đó là bây giờ tôi cũng làm hết nổi rồi, bây giờ hả già rồi, xương cốt nó cũng rượu rạo hết rồi, mà bây giờ mà bước qua bên Mỹ, mà bây giờ mà bắt đầu được cuộc sống mới, thì tôi phải học tiếng Anh, rồi tôi phải đi bươn chải, và mọi thứ tôi phải làm lại từ đầu. Rất là mệt đối với cái tuổi của mình, như vậy mà mình bước qua nước Mỹ mà mình làm lại từ đầu thì nó rất là mệt. Trong khi đó ở bên Việt Nam mình lại có một cả cái tài sản như vậy. Nhưng mà tôi suy nghĩ một điều là tôi chấp nhận bỏ hết tất cả để đi qua nước Mỹ, tôi làm lại từ đầu. Và cô ấy bán cái căn nhà đó đi, bán căn nhà đó đi sang cái cửa hàng đi, để lấy những cái số tiền đó và để dằn túi để đi qua bên nước Mỹ và sinh sống ở bên đó các bạn. Và cái cô đó đi trước mình 2 năm, bây giờ là cô ấy đi qua đây là có lẽ là có thể là mình không có liên lạc với cô đó, tại vì mất liên lạc lâu rồi. Nếu như không á, bây giờ mình nghĩ cô ấy cũng đã vô quốc tịch rồi. Mà mình cảm thấy là có nhiều người họ phán một cái câu sanh rờn là người có tài sản bên Việt Nam họ sẽ không thèm đi Mỹ, là một câu đó cực kỳ sai, mà mình không hiểu tại sao mà họ họ dựa vào cái điều gì mà họ lại khẳng định 100% như vậy. Và mình sẽ đưa ra một số điển hình cho mọi người thấy nữa, là có một cái cô bán tiệm vàng, mình đã từng kể cho mọi người trong những cái video trước, nếu ai là fan ruột của mình thì sẽ biết. Thì hả, cô đó là bán tiệm vàng, lúc đó là tiệm vải của mình bên đây và đối diện là cái tiệm vàng rất là lớn, và tiệm vàng nó cũng khá là uy tín. Và cô ấy là rất là sung sướng, chỉ ngồi thôi, đếm tiền, sáng mở cửa ra bán, rồi có người nấu cơm nấu nước làm hết việc nhà. Cổ chỉ hả chiều chiều cô đi tập thể dục thôi, rồi xong cổ không có làm gì hết. Là nói chung là cổ an nhàn đến mức như vậy đó các bạn. Bán vàng mà giàu mà đâu có làm gì đâu. Nhà của cổ ngay mặt phố nữa, cổ không cần mướn nhà nữa, nhà thì nhà ngay mặt phố rồi. Mà các bạn biết không, lúc mà cổ được bảo lãnh đi nước ngoài, cổ vẫn bỏ hết bán căn nhà đó luôn. Lúc đầu là má của cổ còn ở Việt Nam, cho nên căn nhà đó cổ vẫn để cho má cổ ở. Đến sau là má cổ mất khoảng 4-5 năm nay thì bắt đầu mình nghe được là cổ đã bán căn nhà đó rồi. Và tất cả gia đình của họ đều đi qua nước ngoài hết các bạn. Khi mà họ đi qua nước ngoài, cái tiệm vàng đó họ dẹp, thu dẹp họ bán hết rồi sang. Họ là quy đổi thành tiền hay thành đô la gì đó họ đem theo hết. Đó các bạn thấy, kể cả một người ta có một cái tiệm vàng đồ sộ như vậy mà người ta không bỏ, người ta đi qua nước ngoài người ta sống. Thì mọi cái người mà họ dùng cái câu nói là Mỹ chỉ có những người nghèo mới ham đi qua đó thôi, thì cái câu nói này mình nghĩ là những cái người đó vẫn chưa có hiểu gì về những cái cuộc sống ở bên Mỹ này nó có những cái điều gì hay và những cái gì mà người ta dám đánh đổi đến như vậy. Họ chưa, giống như là họ chưa có thấy và chưa có tiếp xúc, cũng như là họ chưa có
nhìn thấy được những cái khía cạnh tốt của nước Mỹ thì họ phán cho một câu xanh rời như vậy, hoặc đơn giản là những người nói ra cái câu nói đó là những đứa theo kiểu là còn trẻ trâu á, và cái suy nghĩ nó không có suy nghĩ tới những cái việc và là xa xôi, nó chỉ suy nghĩ là ngày hôm nay mình có tiền, mình ăn chơi, mình nhậu nhẹt, rồi ngày mai mình sợ là mình đi qua nước ngoài mình sẽ không có bạn bè, mình sẽ không có những cái cuộc vui giống như vậy nữa. Thì họ mới nói ra một cái câu nói là nước Mỹ không có gì thì, để đi cho những cái thằng nghèo mới qua bển để kiếm tiền thôi, đi cày thôi, chứ còn ở bên Việt Nam giờ sướng hơn Mỹ nhiều lắm. Cho nên hả, nước Mỹ giờ hả, mấy người gì mà người ta giàu nó có tiền không ai thèm đi đâu. Thì mình sẽ đưa thêm một vài ví dụ nữa để mọi người thấy, và mọi người, những cái người mình đã nói cái câu nói xanh rờn như vậy, hãy suy nghĩ lại cái câu nói của mình là mình dựa vào đâu mà mình khẳng định 100% là những người giàu họ không đi nước ngoài. Như hoa hậu Phạm Hương á, nếu như ai mà ở Việt Nam thì đều biết hoa hậu Phạm Hương mà đã từng lọt vào top mười mấy trong cái giải hoa hậu thế giới đó, trước hai trước hồi Haniye đó, thì chị ấy cũng lấy chồng và chị ấy chọn một cái người đó là ở định cư ở nước ngoài, ở Mỹ, và hiện tại là chị ấy đang sinh sống ở Mỹ. Thì cái người đó có gọi là thành công hay không, có người đó có gọi là thành đạt hay không, và những người đó họ đi đến nước Mỹ, và cái điều mà mình nghĩ, một điều mà nó thuyết phục rất là nhiều người đặt chân đến nước Mỹ và đánh đổi tất cả những cái điều mình mất, thà chấp nhận mất để đi qua nước Mỹ, đó là cái nền giáo dục của họ rất là tốt. Nền giáo dục của họ rất là tốt, và cái sự chăm sóc y tế của họ cũng khá là cao. Tuy là ở bên nước Mỹ này các bạn phải đóng thuế rất là nhiều, nhưng mà họ hiểu được là khi họ đóng thuế là họ sẽ nhận lại được ích lợi, cho nên họ sẽ đóng thuế trong một cái sự vui vẻ và luôn luôn đều tóc thẳng tắp, không bao giờ mà trốn thuế hay là một có cái ý định gì hết, tại vì họ hiểu nếu như họ đóng thuế nhiều thì họ sẽ nhận được nhiều. Cho nên đó, những cái điều mà người ta nhìn thấy ở nước Mỹ, những người mà người ta nổi tiếng, những người ta giàu có, người ta đã du lịch qua đây rồi và người ta sống ở bên đây vài tháng rồi, người ta hiểu được cái cuộc sống bên đây là nó có những cái lợi ích gì, và họ quyết định họ bỏ những cái điều mà họ đang có để họ đánh đổi lại những cái điều đó. Các bạn biết không, những người mà họ đã thành đạt, họ đã có một cái cuộc sống ổn định và họ có cái gọi là đẳng cấp trong một cái xã hội, thì mình chắc chắn 100% luôn, họ luôn có ý định đi qua nước ngoài định cư, hoặc họ sẽ tìm đủ mọi cách để cho con họ đi qua nước ngoài. Nếu như họ không đi được và con họ có khả năng đi nhanh hơn họ thì họ sẽ đi qua nước ngoài, cho con họ đi qua nước ngoài trước. Nếu như họ tìm được một cái cơ hội mà con họ có thể đi qua nước ngoài mà không cần đến họ thì nhất định họ sẽ cho con họ đi qua nước ngoài trước họ, và sau đó họ sẽ đi theo cái diện là con bảo lãnh ba mẹ qua. Đó là mình thấy rất là nhiều, và những cái điều mà mình thấy được đôi khi mình không có thể nói cụ thể vào một cái chi tiết nào đó, tại vì mỗi một cái suy nghĩ mỗi người mỗi khác, và những cái tư duy của mỗi con người nó khác nhau, vào cái hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như đối với cái người ở thành phố, họ sẽ suy nghĩ là họ bước chân qua đến nước Mỹ này họ sẽ học được rất nhiều điều ở bên nước Mỹ này, đôi khi họ sẽ quay trở về Việt Nam họ đầu tư họ làm ăn và họ sẽ thành công hơn khi mà họ ở Việt Nam họ không có tiếp cận được với những cái nền văn hóa phát triển cũng như là những cái tiên tiến phát, cho nên họ sẽ đi qua nước ngoài họ sống sống một thời gian rồi họ có thể là họ sẽ trở về Việt Nam họ đầu tư làm ăn hoặc đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất cứ cái gì đó mà họ chuyên về cái bộ môn đó. Còn với cái khía cạnh của cái người mà họ có cái cuộc sống trung bình, cuộc sống cái thu nhập nó không có giàu, thì họ sẽ suy nghĩ là nếu như họ sống ở bên Việt Nam với cái công sức họ trả bỏ ra bao nhiêu đó, nhưng mà
họ sống ở bên một đất nước Mỹ, họ bỏ ra bao nhiêu công sức đó, họ chịu khó cày bừa thì họ sẽ được cái số tiền thì đối với nước Mỹ này nó cũng là cái tầm trung bình thôi, nhưng mà họ quy ra thành tiền Việt họ sẽ cảm thấy cái đồng tiền nó lớn và nó có thể giúp cho được cái gia đình mình, hoặc đôi khi là cái cuộc sống của mình nó khá hơn, nó tốt hơn. Đó là những cái suy nghĩ của những cái khía cạnh khác nhau như vậy. Còn với những người giàu có hơn nữa, họ đã có tiền rồi, dư ăn dư để rồi, thì họ sẽ suy nghĩ một điều là như vậy: mình đã quá là giàu rồi, mình du lịch mỗi nơi, mình cảm thấy nơi nào nó cũng rất là đẹp, rất là tốt, và tại sao mình có tiền mà mình không cho con mình học ở những cái nơi đó và những cái trường học như vậy. Thì là những cái người giàu họ càng muốn con họ đi qua nước ngoài sống càng nhanh càng tốt, để cho con họ được sống trong một cái nền giáo dục tốt, thay vì ở bên Việt Nam thì các bạn cũng trả bao nhiêu chi phí đó, nhưng mà ở bên nước Mỹ các bạn cũng trả bao nhiêu chi phí đó, nhưng mà họ sống ở bên cái đất nước Mỹ, họ sống cùng với người bản địa ở đó, và cái người bản địa ở đó sẽ dạy cho đứa con nít nó biết nhiều hơn nữa, nhiều cái hay hơn nữa, và đứa con nít nó sẽ tiếp thu rất là nhanh. Cho nên đó là cái cách mà cái người giàu họ suy nghĩ khi mà họ muốn đặt chân đến nước Mỹ, là mình phân tích theo từng khía cạnh của mỗi một cái góc nhìn của một con người. À, ví dụ như cái tầng lớp kinh doanh họ sẽ nhìn theo cái góc độ kinh doanh, với những người mà họ yêu quý con mình, yêu thương con mình, họ sẽ nhìn ở góc độ yêu thương con mình để họ chọn cái nước Mỹ và gửi gắm cái niềm tin đó. Và một ít thông tin gửi đến tất cả mọi người, mong là mọi người yêu thương và cũng như là đồng tình cùng với Minh, thì hãy like, subscribe, ủng hộ kênh nha. Và đừng quên những khung giờ mà Minh up video cũng như là livestream của Minh nha. Bye bye mọi người.